tiền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng hơn 400 km nữa. Thế nhưng với hoàn lưu mây ẩm rộng lớn của nó thì nó đang khiến cho mưa gió ở vùng biển và hải đảo ven bờ dần tăng lên. Trong đó, đảo Lý Sơn ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão sẽ đi nhanh vào đất liền khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên theo hướng là Tây Tây Bắc, với sức gió mạnh là khoảng cấp 12, 13, giật cấp 15. Dự báo là từ tối nay cho đến chiều tối mai thì bão sẽ gây gió mạnh trên đất liền. Đối với khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, phía bắc của Khánh Hòa hay là Kon Tum, Gia Lai, gió khoảng cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 10. Còn đối với khu vực từ Thừa Thiên Huế xuống đến Phú Yên thì sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 10, giật cấp 12. Riêng đối với đất liền ven biển, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định thì gió là cấp 11 đến 13, giật cấp 15. Sức gió cấp 12, tức là từ 133 km/h trở lên, có thể sẽ nhổ bật gốc cây hoặc là cột điện, cuốn phăng cả mái tôn của các ngôi nhà. Và thậm chí nếu là nhà cấp 4 thì nguy cơ tốc mái đổ sập hoàn toàn là rất cao. Đối với vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Định thì có khả năng sẽ xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,50m cho tới 1,50m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Từ đêm nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và phía bắc của Tây Nguyên sẽ có mưa lớn do bão và mưa có thể cho đến hết thứ năm. Còn đối với khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị thì mưa lớn có thể xảy ra tới tận thứ bảy tuần này. Trong đó, đáng chú ý là phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh, mưa có thể lên đến 500, thậm chí là 700 mm. Để cập nhật liên tục thông tin về cơn bão số 9, quý vị có thể quét mã QR qua các ứng dụng quét mã QR hoặc là cập nhật thông tin trên trang fanpage Dự báo Thời tiết VTV cũng như là các nền tảng khác của Đài truyền hình Việt Nam. Trước gió bão nguy hiểm như vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng là điều quan trọng nhất và một trong những việc cần làm trước 19 giờ đó là chẳng chống nhà cửa. Sau đây sẽ là cách chẳng chống nhà đúng cách. Neo cửa sổ phía cánh mở. Cài chặt các then, chốt cửa đi, cửa sổ, neo cửa bằng đòn tre hoặc gỗ vào tường nhà để phòng gió giật làm bung cửa. Dán cửa kính bằng băng dính bảng rộng để giảm thiểu kính vỡ. Bịt các ô cửa bằng tấm gỗ dán hoặc tấm tôn. Hãy luôn nhớ rằng nhà kiên cố vẫn có thể bị tàn phá cho dù không bị sập. Với nhà mái ngói, có thể giảm thiểu tốc mái bằng những biện pháp sau. Chèn vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3, gắn các viên ngói khoảng từ 3 đến 4 hàng xung quanh mái. Xây bờ nóc chèn vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3. Xây bờ chảy mái, một hàng gạch đôi, một hàng gạch đơn vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3. Xây con trạch mái, một hàng gạch đơn vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3, cách nhau khoảng 1,5m. Đối với nhà mái tôn, fibro xi măng có nhiều cách. Cách 1, giảm thiểu tốc mái thanh nẹp. Đặt lên mái các thanh nẹp cách nhau khoảng từ 1,2 đến 1,5m cho mái fibro xi măng, 1,5m đến 2m cho mái tôn. Nên nẹp lại phần phủ trồng giữa hai tấm mái. Bắt vít cường độ cao, đục lỗ tại đỉnh sóng tấm lợp, sâu thép. Đường kính 2mm buộc thanh nẹp vào xà gồ, cách nhau khoảng 0,5 đến 0,7m. Thanh nẹp có thể dùng thép thanh đường kính trên 14mm, thép góc, gỗ, tre, luồng bổ đôi.